Nhằm tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể đến trường học, toàn thể giáo viên trường tiểu học Ngô Mây, thành phố Đà Nẵng đã tự nguyện hỗ trợ 100% học phí và nhiều sinh hoạt phí khác tại trường cho nhiều em học sinh trên địa bàn thành phố. Từ năm học 2014-2015 đến nay, nhà trường đã hỗ trợ cho 14 em học sinh. Các em đều chung hoàn cảnh là không sống với bố mẹ, bố mẹ mất hoặc ly hôn, sống với ông, bà nội, có thu nhập thấp. Năm nay, trường hỗ trợ cho 3 em. Vào đầu năm học, nhà trường miễn giảm cho các em các khoản thu theo quy định, hỗ trợ 100% các khoản thu tự nguyện như bảo hiểm tai nạn, tin nhắn SMS, mua sắm quần áo, giày dép, sách vở đầu năm học, tặng các phần quà vào các dịp lễ Tết, Trung thu. Đặc biệt, nhà trường còn có chế độ không thu suất ăn bán trú của các em này. Hưởng ứng nghị quyết về giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn phường Phước Mỹ, thì chi bộ Ngô Mây cũng như các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thì hàng năm cũng thực hiện xây dựng được cái kế hoạch để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường. Thì qua rà soát tìm hiểu thì nhà trường tìm ra được một số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để giúp đỡ. Và ngoài ra thì nhà trường cũng kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường cùng với nhà trường để giúp đỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt này. Nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên tinh thần tự nguyện của các đảng viên, đội ngũ cán bộ giáo viên của công đoàn, chi đoàn, liên đội trong nhà trường và đã hỗ trợ gần 490 triệu đồng cho 14 em trong 5 năm học tại trường. Vì hầu hết là giáo viên của chúng tôi đều là những người có gia đình, đều đã làm mẹ. Nhưng mà các em thì thiệt thòi hơn vì không được sống gần mẹ. Vì thế chúng tôi giống như là một người mẹ thứ hai để thay thế mẹ các em, giúp đỡ các em về cả vật chất lẫn tinh thần. Đây là căn nhà của em Nguyễn Thị Thanh Lam, lớp 2/3. Gia đình em Thanh Lam nhận được sự hỗ trợ từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Mỹ, giới thiệu vào trường học. Hiện em Thanh Lam sống với bà nội. Cũng năm mấy trời này thì rất khó khăn. Thì tôi cũng nhờ cấp trên đồ địa phương với phối hợp các anh em thằng xóm đồ là chúng ta giúp đỡ cho tôi với hỗ trợ cho cháu sách vở là ăn học bán trú rồi đỡ đằng một phần mua đó là tôi cũng rất là cảm ơn với cấp trên với là phấn khởi thì cũng vui vẻ phần mua. Ngoài ra khi biết được hoàn cảnh khó khăn của các em, một số phụ huynh khác đã dần hỗ trợ hoàn toàn học phí và sinh hoạt phí cho các em ở đây. Hành động của các thầy giáo, cô giáo cùng với sự góp sức của các bậc phụ huynh đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần lá lành đùm lá rách, chung tay san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.